người xuống thai, xin mời bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong si ô phi la tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tàn xa xuống mùng tố tông ngày thứ ba bởi trong hè chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu. Vài năm trước đây, ở bên Anh có một cuộc thăm dò ý kiến đã chứng tỏ rằng phần lớn dân của nước này không tin rằng Chúa Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử. Là nhân vật hư cấu thì đúng hơn. Đây là vùng đất của Edward the Confessor, Thomas More, John Fisher, Emun Campion, John Henry Newman, G.K. Chesterton. Họ đang ở trên thiên đàng, phật lòng về tư tưởng của dân nước Anh của họ. Vì sự kiện lịch sử của Chúa Giêsu, nói cách khác, Chúa Giêsu là nhân vật thật trong lịch sử, là trọng tâm rất quan trọng đối với người Kitô giáo. Có nhiều loại tâm linh, có loại là thần thoại kể về những truyền thuyết, dùng văn chương kèm theo nhiều sự thật về tâm linh, mà Jerry Seinfeld đã nói làm như vậy đâu có sai gì. Tôi thích thần thoại, thích những truyền thuyết có kèm theo sự thật về tâm linh. Thích những bài thơ có cái nhìn sâu sắc về tâm linh vượt thời gian. Tốt quá, tốt quá. Nhưng Kitô giáo thì không phải như vậy. Kitô giáo khác biệt giữa các tôn giáo lớn trên thế gian này. Kitô giáo dựa trên những xác định rõ ràng, chắc chắn trong lịch sử. Tôi hiểu điều đó là sự thật, đặc biệt là trong vòng 200-300 năm gần đây. Rõ ràng hơn vì lịch sử là một khoa học không chính xác. Vì tôi không thể lấy những dữ kiện trong lịch sử ra làm thí nghiệm để chứng minh. Vì tôi không thể đi ngược lại để chứng minh những gì đã xảy ra cho Abraham Lincoln, Julius Caesar. Nếu là vật lý hay hóa học, có tuyên bố gì là tôi thử nghiệm ngay, rồi tôi sẽ tự mình kết luận. Vậy là tôi có thể chứng minh những gì người đó vừa nói. Nhưng tôi không thể làm như thế với lịch sử. Vì thế sẽ luôn luôn có một khả năng không chính xác, không chắc chắn khi nói đến lịch sử. Điều này đã làm cho một số những người công giáo hoặc tin lành qua những thế kỷ nói rằng hãy đóng khung lịch sử lại, đừng chú tâm vào lịch sử nhiều quá. Hãy đặt nặng hơn trên sự thật về tâm linh trong các sách Kitô giáo. Nếu đi ngược về trước 200-300 năm trước đây, ngược mãi đến cái thời cổ đại Gnostic, thời mà cũng tin giống giống như thế. Các bạn ơi, hãy tin tôi, những sách Kitô giáo của cái thời bắt đầu lập đạo không cho phép cái loại nói năng như thế này, không cho phép Kitô giáo rơi vào cái loại thần thoại truyền thuyết như thế. Những người Kitô hữu đầu tiên rất quan tâm đến chuyện lịch sử. Tôi sẽ cho quý vị biết lý do tại sao. Họ tin chắc rằng đã có chuyện xảy ra. Họ không đánh đổi lịch sử để lấy cái sự thật tâm linh vượt thời gian, mà bất cứ một người thông minh nào cũng có thể hư cấu ra được từ nguyên tắc. Chúng ta đang chờ đợi Chúa đến. Có chuyện đã xảy ra, đã có chuyện đi vào lịch sử. Đó là sự khác nhau tuyệt đối. Và tôi xin chia sẻ cùng quý vị. Ví dụ đầu tiên là Phúc âm Thánh Luca. Chúng ta đọc Phúc âm Thánh Luca trong suốt năm phụng vụ. Không giống như Thánh Marco viết rất thô thiển bằng tiếng Hy Lạp. Thánh Marco hẳn không phải là một người sang ra nói tiếng Hy Lạp, đã viết cách khó khăn và hoạch toẹt. Thánh Matthew viết bằng tiếng Do Thái và Syri, rồi sau đó dịch ra. Thánh Luca và Thánh John lại rất giỏi về tiếng Hy Lạp, viết ở trình độ văn chương rất cao. Và tôi muốn đọc một đoạn cho quý vị.
Chúng ta chưa bao giờ nghe đoạn này trong phụng vụ. Đây là đoạn phúc âm mở đầu cho phúc âm Thánh Luca. Và Thánh Luca đã nói cho chúng ta biết rất tỉ mỉ Thánh Luca đã làm gì. Thưa Ngài Theophilo đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy. Sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài. Mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Này nhé, Thánh Luca là một sử gia và đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi việc, đã tìm đến những nhân chứng, lắng nghe họ rồi tuần tự viết ra những gì đã xảy ra. Quý vị ơi, xin hãy lắng nghe. Đây không phải là cái kiểu mà những nhà viết truyện thần thoại viết. Đây không phải là cái chuyện cổ tích xảy ra ở một hành tinh xa xôi nào đó. Thánh Luca đang nói về những chuyện đã xảy ra. Hồi xưa, lúc còn là một chúng sinh, tôi thường nghe thấy Thánh Kinh được viết rất lâu sau thời của Chúa Giê-xu. Cộng đồng đã soạn sắc ra những cuốn sách đó, và hầu như là những ý tưởng của tác giả. Làm sao biết được đó có phải là những gì đã xảy ra với Chúa Giê-xu? Vớ vẩn thế đấy. Hãy nói về cuốn Thánh Kinh được viết trước nhất. Họ ước đoán là Phúc Âm Thánh Marco viết vào khoảng năm 70, Phúc Âm Thánh Luca khoảng 10 năm sau đó. Nếu bây giờ tôi ngồi xuống và viết về cuộc ám sát JFK, chuyện đã xảy ra 60 năm trước đây, và nói rằng tôi đã đọc mọi cuốn sách, mọi bài báo và mọi bài nghiên cứu. Tôi nói chuyện với tất cả những người chứng nhân còn sống. Tôi cũng nói chuyện với một linh mục ở Dallas, được mười mấy tuổi vào thời đó, đang trong cuộc diễu hành hôm đó khi John Candy bị ám sát. Có vài chứng nhân vẫn còn sống. Bạn có nói là tôi viết chuyện thần thoại không? Có nói rằng đó chỉ là truyền thuyết và chẳng có một dữ kiện lịch sử nào cả? Không, nhưng bạn sẽ nói rằng đó là một sử gia rất cẩn trọng và có trách nhiệm. Như thế, Thánh Luca viết về lịch sử một cách tốt nhất có thể. Mùa vọng, có chuyện đã xảy ra và có người đang đến. Chuyện đó dẫn đến bài phúc âm hôm nay. Và tôi muốn đọc về đoạn phúc âm của chúng ta hôm nay. Tôi vừa mới đọc nhẩm trong đầu và thấy nó hoàn toàn hợp lý. Thánh Luca viết rằng, năm thứ 15 triều hoàng đế Tiberio, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Philippe làm tiểu vương miền Ai-tu-rê và Canonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Canaan và Caipha làm thượng tế. Quá tỉ mỉ rõ ràng rồi, chẳng còn ai có thể diễn tả rõ ràng hơn được nữa. Đây không phải là chuyện cổ tích thời xưa. Giống như là tôi nói, khi Joe Biden làm tổng thống, Gavin Newsom, thống đốc bang Cali, vừa được thoát nạn bầu cử bãi nhiệm, là năm thứ nhì của dịch bệnh COVID-19, là năm thứ 8 của triều đại Đức Giáo Hoàng Francis. Người ta sẽ biết rõ đó là thời điểm nào. Chẳng có ai lại nói rằng đó là chuyện truyền thuyết, thần thoại. Nhưng sẽ biết rằng người này đang kể về những gì đã xảy ra trong lịch sử. Rồi trong đoạn của Thánh Luca viết, chúng ta có thể tự mình kiểm chứng những nhân vật trong đoạn Thánh Kinh đó không? Dĩ nhiên là có thể kiểm chứng. Tiberio, Phong-xi-ô Phi-la-tô, Ai-tu-rê, Caconis, Caipha. Chắc chắn chúng ta có thể tự mình kiểm chứng những nhân vật này trong lịch sử. Trừu tượng bí ẩn cũng không sao. Nhưng Thánh Luca đã không đánh đổi những chuyện đó. Tôi đã chứng minh về tính chất là dữ kiện lịch sử là nền tảng vững chắc cho những ai muốn trở lại đạo mà Thánh Luca rất quan tâm. Trong không khí mong đợi ngày Chúa Giáng sinh, cũng giống như thế, trong phúc âm Thánh Luca về câu chuyện Giáng sinh, cũng một tinh thần đó. Khi Caesar Augustus là vua của Roma, Quirinius là thống đốc của Syria, Thánh Luca tỉ mỉ diễn giải cái thời đó là thời nào. Rồi sau đó Thánh Luca làm gì? Câu chuyện mà tôi nói với quý vị. Mặc dù tôi đặt nó vào lịch sử, nhưng không phải là vì
Caesar Augustus không phải vì Quirinius, nhưng về hai người mà không ai biết đến, đang đi về Bethlehem, từ miền Bắc đi về miền Nam, hẻo lánh xa xôi của đất nước này. Thánh Luca đã cố tình làm ngược lại với những gì người ta mong đợi, với một sử gia thượng cổ. Một sử gia thượng cổ không viết về những người tầm thường, chỉ viết về những người quyền cao chức trọng. Thánh Luca đang gợi ý điều gì đây, quý vị? Khi Chúa đi vào trong lịch sử, Chúa lật ngược lịch sử lại, Chúa làm ngược lại, Chúa lật ngược những gì chúng ta tưởng rằng. Rồi trong câu chuyện của hôm nay, tôi xin đọc lại đoạn này cho quý vị. Như thế, Thánh Luca bắt đầu như thế này. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, hoàng đế Rome người vĩ đại nhất, thời Phoncio Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture, và Trachonis Lysania làm tiểu vương miền Abien. Những tai to mặt lớn của cả nước Do Thái, của địa phương, Canaan và Caipha làm thượng tế. Hai nhân vật quan trọng nhất của tôn giáo, của thời đó, của vùng đất đó. Thánh Luca đang nói, ở triều đại của những nhân vật đó, thì lời của Thiên Chúa đến với con của Zacharia là Thánh Gioan trong hoang địa. Luca cũng đã làm như thế với câu chuyện Giáng sinh. Hoàng đế Tirobio vĩ đại đó, rồi người vĩ đại này, người kia nữa, nhưng tôi không nói về họ. Tôi chỉ nói đến hai vợ chồng nhỏ bé này, sanh ra một em bé trong máng cỏ, chung quanh đàn súc vật. Một chuyện gì đó xảy ra, đã lật ngược lịch sử. Tất cả những người vĩ đại của đế quốc, của tôn giáo, nhưng lời của Thiên Chúa không đến với bất cứ một ai trong họ. Nhưng lời của Thiên Chúa đến với Thánh Gioan, con của Zacharia, con người bé mọn sống trong hoang địa. Ai mà lại vào hoang địa sống như thế? Chúa làm việc một cách rất lạ kỳ, thưa quý vị. Chúa đi vào thời gian, không gian và lịch sử. Để làm gì, thưa quý vị? Để thay đổi nó. Lịch sử có bị trật đường rầy không? Dĩ nhiên là có, đó là lịch sử của tội lỗi. Có phải mọi sự và lúc nào cũng là về những người quyền cao chức trọng không? Chính xác là tất cả những người mà chúng ta nhìn lên, ta ngưỡng mộ và chúng ta rất tôn trọng. Không, những người đó thường đem đến những đau khổ nhất cho thế giới. Như thế, lời của Thiên Chúa đã đi vào thời gian, không gian và lịch sử của con người, bằng một cách mà nó lật ngược mọi sự lại. Thế rồi, đỉnh cao của câu chuyện này là gì? Là Chúa Giê-xu, ngôi lời con Thiên Chúa làm người, chết trên cây thánh giá. Tất cả những con người cao trọng đó, ngay cả những vị lãnh đạo tôn giáo của Do Thái, đã đưa Chúa Giê-xu lên đồi Gô-gô-tha. Chúa ở đâu? Sao Chúa không ở với những người đó? Chúa không ở với những con người cao quý mà chúng ta nhìn ngắm, chiêm ngưỡng và tôn trọng. Nhưng Chúa lại ở đằng kia, trên cây thánh giá. Bạn thấy có nguy hiểm không khi làm cho Kitô giáo cũng trở thành một chuyện thần thoại? Những người cao trọng trên thế giới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là thêm một chuyện tôn giáo không nguy hại gì. Nhưng chúng ta lại phải nói không, 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 không phải như thế. Chúng tôi không phải chỉ là một chuyện thần thoại. Chúng tôi là những lịch sử đã xảy ra. Có nghĩa là những người cao trọng mặc đầy những tội lỗi và bất công. Những người đó bắt đầu cảm thấy run rẩy. Vì Kitô giáo là những chuyện đã xảy ra. Chúa đã đi vào thế gian và thay đổi tất cả. Và lật ngược tất cả. Vì thế, câu chuyện của Thánh Luca cho rất nhiều dữ kiện lịch sử. Vì thế, Thánh Luca là một sử gia rất cẩn trọng, đã kể lại cho chúng ta một cuộc Giáng sinh thật sự, một việc đã xảy ra trong lịch sử. Tin Chúa chúc lành. Trời đất, tôi tin khi.
người xuống thai sinh với bà Maria đồng tri, chịu nạn đời quan phong si ô phi la tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống mùng tố tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên